Hello cả nhà, chị em nào mà muốn da body của mình mà trắng sáng nhanh trong vòng 7 ngày thì mình sử dụng cái kem body Shiseido này nha. Cái kem này mình xức thì nó không bớt, không rít với lại không lộ phân kem. Khi thoa vào là nó thấm vô da mình cực kỳ nhanh. Một ngày mà mình xức mỗi buổi tối thôi, trong vòng 1 tuần là cái da của mình sáng lên thấy rõ. Với lại cái kem này á, cái kem bên đây là được Bộ Y tế cho phép lưu hành, với lại công ty Nhân Thuận Phát sản xuất nhà mọi người, để Huy mở cái hộp ra cho mọi người xem. Cái chất kem ở trong thì nó cái màu nó như vậy, thoa vào da là nó thấm, thoa tới đâu là nó thấm tới đó, mà cái mùi thơm của nó là mùi thơm nước hoa nữa, vô cùng là dễ chịu. Kem dưỡng trắng da toàn thân chống nắng Shiseido. Chứng nhận được phép lưu hành sản phẩm nha cả nhà. Với lại thông tin sản phẩm này. Một hộp như vậy là 180 một hộp. Nếu mà chị em nào mà mua hai hộp thì được tính giá 150 một hộp. Nếu mà mọi người muốn mua kem thì vào Facebook của Huyền là Lê Thị Mai.